Chào mừng các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt mình đây đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản máy dầu, động cơ 2.0 turbo, phiên bản đặc biệt. Thì trong video này thì mình xin cập nhật giá của Tucson, các phiên bản và nói riêng về chiếc Tucson dầu này, cũng như chính sách bán hàng của đại lý và cái số lượng xe và số lượng xe sắp tới có thể về đáp ứng nhu cầu của các bạn. Thì chiếc Tucson phiên bản máy dầu này hiện tại bên mình đang bán với giá là 1 tỷ 085 triệu, và phụ kiện đi kèm thì bên mình sẽ có là phim cách nhiệt chính hãng Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da và bọc vô lăng. Mình có thể xin giá đề xuất, các bạn có thể quan tâm thì mình sẽ xin đề xuất giá có thể giảm từ 3 đến 5 hoặc là 7 triệu tùy màu xe. Thì hiện tại mình đang có sẵn đó là xe màu đỏ và màu trắng giao ngay. Về số lượng hàng của Tucson thì từ tháng 11, từ nay đến cuối tháng và đầu tháng 12 thì số lượng xe vẫn về rất là nhỏ giọt, chỉ khoảng vài xe cho từng phiên bản thôi. Về công nghệ nổi bật của chiếc Tucson dầu này thì chúng ta có thể thấy đó là hệ thống đèn full LED, có đây đèn pha cốt dạng LED và có cảm biến, 4 cảm biến phía trước. Trên mặt ga lăng mạ chrome bóng này chúng ta sẽ có camera 360 độ kèm chiếc radar của hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC. Về phần thân xe thì chúng ta sẽ có la răng của xe được trang bị cho phiên bản dầu này là la răng 18 inch. Trên phiên bản xăng Tucson xăng tiêu chuẩn đó là la răng 17 inch và xăng turbo đó là 19 inch. Thì trên chiếc gương trọng ngoài này chúng ta sẽ có những cái công nghệ như là xi nhan tích hợp trên gương, sẽ có camera 360 độ, có cảnh báo điểm mù ở trên chiếc gương này. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe, được tích hợp nút bấm và mở khóa. Về phần cốp điện, cốp sau thì chúng ta sẽ có cốp điện trên 3 phiên bản, đó là phiên bản xăng turbo, xăng đặc biệt và dầu đặc biệt. Còn trên phiên bản xăng tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có cốp chỉnh cơ. Camera lùi và camera 360 cũng được trang bị ở phía phần đuôi xe. Phần đuôi xe chúng ta sẽ có cụm đèn hậu dạng LED, dạng nanh hổ cho cảm giác khỏe khoắn, và lối liền mạch tạo sự kết nối và đậm chất thể thao. Và đến với phần nội thất thì trên phiên bản dầu này, dầu đặc biệt và xăng đặc biệt, thì chúng ta sẽ có những cái công nghệ nổi bật. Hai bản này thì công nghệ nó tương đương như nhau, chỉ khác mỗi là trên phiên bản dầu thì chúng ta sẽ có cần số dạng nút bấm, chúng ta sẽ có hỗ trợ giữ làn này, cảnh báo lệch làn, chúng ta sẽ có màn hình đa thông tin đó là 12.5 inch, cũng như màn hình giải trí 12.5 inch, được tích hợp các công nghệ như là Apple CarPlay, Android Auto, có Google Maps định vị dẫn đường. Trên chiếc ghế này chúng ta sẽ có thông gió làm mát và sưởi ấm cho hàng ghế phía trước. Chúng ta sẽ có sưởi vô lăng, có 4 chế độ lái của Tucson, có chế độ lái Eco, chế độ lái Sport, chế độ lái Comfort và chế độ lái Smart. Phanh tay điện tử thì được trang bị cho tất cả các phiên bản của Tucson. Sạc không dây chuẩn quy thì cũng được trang bị từ phiên bản xăng đặc biệt đến bản dầu đặc biệt và xăng turbo. Phần hàng ghế thứ hai thì các bạn có thể thấy là với cái không gian rất là rộng rãi. Tại vì sao lại có không gian rộng rãi như vậy? Thì chúng ta sẽ có một cái chiều dài cơ sở cực tốt lên đến 2m755. Chúng ta sẽ có 8 loa bâu cho phiên bản xăng đặc biệt trở lên, và bản thường thì chúng ta sẽ có chỉ có 6 loa thôi. Với độ ngả lưng ghế lớn và điều chỉnh cái độ biên độ ngả lưng ghế lớn thì các bạn hoàn toàn yên tâm cho những chuyến đi dài, sẽ hạn chế được rất nhiều sự mệt mỏi và tạo chúng ta cái vị trí ngồi đằng sau rất là thư giãn. Cửa gió điều hòa cũng được trang bị cho
hàng ghế phía sau. Thì về trên phiên bản dầu này thì đây mình xin cập nhật những cái màu xe sẵn giao, như là màu đen, màu đỏ mình có sẵn giao cho phiên bản dầu. Còn phiên bản xăng đặc biệt thì mình có màu trắng là sẵn xe giao. Đợt tháng 11 này thì dự kiến bên mình sẽ về thêm bản xăng tiêu chuẩn, và xăng turbo thì mình sẽ có xăng turbo đen. Đó. Các bạn quan tâm về Túc Sơn thì xin vào liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Các bạn sẽ xin cho mình video, xin cho mình một like, một subscribe và comment ý tưởng, và cũng như là cần báo giá thì sẽ comment dưới bình luận phía dưới. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.